Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 10 của Cực Phẩm Tiên Hiệp, Thường Thiên. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 10, Thường Thiên. Năm ngày sau, trên đấu trường, hơn 7.000 tù nhân mặt đầy vẻ phiền muộn. Mấy tháng vừa rồi qua huấn luyện và quyết chiến bọn họ đã sớm quen với việc liều mạng giết người, thậm chí có chút vô cảm. Về mặt không có chút hy vọng gì vào tương lai, bọn họ trong lòng đều cảm thấy tuyệt vọng. Dư lương đứng trên bục cao, về mặt nghiêm túc nói, trên chiến trường, nếu người không giết người, tất sẽ bị người giết. Muốn sống sót là phải giết người. Nếu các người sợ, thì chỉ có chết mà thôi. Ta hỏi các người, các người có muốn sống sót trở về không? Lời cuối cùng được y quát lên khiến cho mọi người chấn động. Muốn! mấy ngàn người đồng thanh hô vang tựa như tiếng trống lại tựa như tiếng nước đổ ầm ầm thành ầm cực lớn nhất thời mọi người trên đấu trường đều cảm thấy khí thế to lớn dư lượng thỏa mãn gật đầu nói tiếp tốt giờ thìn sẽ xuất phát bây giờ toàn bộ mọi người hãy tự đến nhà kho mà nhận binh khí đao chính là binh khí sở trường của nhạc phàm hồi săn thú dùng đao đấu với dã dạ thú hung mãnh đã trở thành một thói quen chiến đấu của hắn không ai là mỗi khi chiến đấu với người khác trên người hắn lại không có một loại binh khí nào. Lần này hắn phải chiến đấu cật lực để sinh tồn, chỉ là đối tượng đã có sự khác biệt. Trước đây đối thủ chỉ là dã thú, còn hiện tại chính là con người. Mấy tháng này, nhạc phàm mỗi ngày đều tập luyện múa đao, bởi vì lực khí tăng lên không ít, cho nên hắn cảm thấy thanh trường đao mỏng nhẹ vô cùng. Mỗi lần múa đao đều có cảm giác như thể nó rời mất vậy. Bất quá sau khi suy nghĩ, nhạc phàm cũng hiểu ra. Từ khi vào tử dịch doanh, mọi người đều được xem như sẽ đi tìm cái chết bình khí tốt cũng chỉ lãng phí đã không ai có thể chắc chắn về chuyện sinh tử tự nhiên không thể có được bình khí tốt được vùng tay múa thành đào đã dỉ xét nhạc phàm lắc đầu lẩm bẩm nói thành đào mỏng thế này trên chiến trường nếu bị gãy thì thật là nguy hiểm nếu là thành đào trước đây của mình thì thật là tốt xem ra cần phải lấy hai thành mới được đại nhân ta muốn lấy hai thành đao nhạc phàm nói Viên khố tì đang đứng ở bên ngoài kho binh khí, đột nhiên nghe có người muốn lĩnh đao, hắn quay đầu lại, chỉ thấy một tiểu tử tóc bạc đang đứng trước mặt. Khố tì giữ người một lúc, liền cười quái gì nói, hề bọn chữ là các người dù sao cũng chỉ là đi tìm chỗ chết, cần nhiều binh khí không phải là quá lãng phí sao. Trừ là, đúng là cách gọi của tử tù trong tử dịch doanh, nghĩa là con heo, ám chỉ con người không có một chút danh dự nào, ngay cả đến heo cũng không bằng. Nhạc phàm nghe thế liền nhíu mày, mục quang lạnh lùng nhìn thẳng viên khố ti. Khố ti thấy thế trong lòng run lên, bản năng toàn thân vội co rụt lại, nhưng suy nghĩ một chút, hắn lập tức phản ứng lại, phát hiện bản thân không ngờ lại sợ một tên chư la, lập tức nóng mặt lên, quát lớn. Số chư la, nhìn cái gì? Muốn tạo phản à? Mẹ nó, không giáo huấn người thì ngươi nghĩ mình là đại gia hả? À? Nói xong hắn liền rút ra một cây roi, vụt mạnh vào nhạc phàm. Dừng tay. Một âm thanh nhẹ nhàng truyền lại, Khố Tê dừng tay lại, nhìn phía phát ra âm thanh. Lúc này Đông Vũ đi tới, nhìn chằm chằm vào viên Cố Ti, lạnh lùng nói: "Đưa cho hắn hai thanh đao." Cố Ti thấy người đi đến là Đông Vũ, cả người liền đứng ngay ngắn, xấu hổ ho khan hai tiếng rồi nói: "Đã như thế, ta để mặt thiết huyết mà cấp cho người vậy." Nói xong hắn quay người đi vào trong kho. Cầm lấy. Cố Ti mang đao ra, trừng mắt giữ tợn nhìn Nhạc Phàm. Nhạc Phàm chẳng thèm để ý, nhận lấy đao rồi quay sang nói với Đông Vũ: Cảm ơn Huynh. Đồng vũ khoa tài nói. Không sao. Cầm đam nhiều ngược lại ảnh hưởng đến sự linh hoạt của thân thể. Mặc dù ta không biết người mang nhiều đau có tác dụng gì, nhưng ta biết người không làm chuyện vô nghĩa. Nhạc phàm nhìn hắn nói. Huynh dường như rất hiểu ta. Có vài người, chỉ cần nhìn qua một lần là có thể biết rõ. Cũng có người, cho dù sống với họ cả đời, cũng không thể hiểu rõ nổi. Nhạc phàm nghe thế liền gật đầu ra vẻ đồng tình đồng vũ nói tốt thời gian xuất phát cũng đến rồi hy vọng chúng ta có thể cùng sống mà trở về nói xong hắn vỗ vai nhạc phàm rồi đi ra đấu trường tập hợp một tiếng quát vang lên mọi người đều nhanh chóng tập trung lại giữa đấu trường tay cầm vũ khí sẵn sàng chờ xuất phát nhạc phàm đeo hai thanh đao ở hai bên hông mặc dù có chút khó chịu nhưng hắn cũng không để ý lắm nhẹ nhàng vuốt ve viên đá nhỏ trên cổ lẩm bẩm nói ta nhất định sẽ trở về Xuất phát, dư lương ngồi trên chiến mã, phật tài dẫn đầu đoàn quân tiến về phía bắc. Sa thành là cứ điểm quan trọng của biên hoang, là một trong những thành thị chủ yếu của phản quân. Đây là nơi đóng quân của Sa vương Nhâm Hướng Quân. Chỉ có công phá được thành này, quân đội Đại Minh mới có thể đóng quân vững chắc tại cứ điểm quan trọng của biên hoang. Sa thành hai bên tả hữu đều dựa vào địa hình hiểm trở, tướng lĩnh quân đội Đại Minh đã nhiều lần muốn tấn công nhiều đường nhưng đều thất bại dù sao nơi đây cũng được ví như địa phương gần với địa ngục nhất sự hiểm nguy của tự nhiên thì bọn họ không thể chịu đựng nổi cho dù như thế hoàng đế đại minh cũng không bỏ qua nếu để thế lực này trở nên mạnh mẽ lãnh thổ minh triều tất sẽ bị xâm phạm cho nên hoàng đế đã nhiều năm phái binh thảo phạt mặc dù chưa thể thành công nhưng cũng đã áp chế được phản quân sa thành mặc dù là cứ địa cô lập ở biên hoang nhưng địch thủ cũng khó mà tấn công hơn nữa mỗi lần tấn công kỳ dư các thành khác đều phái quân đến chi viện, cho nên vẫn có thể đối đầu với quân đại minh. Đương nhiên, đó chỉ là một nguyên nhân, còn có nhiều nhân tố khác ảnh hưởng đến đại cuộc. Nếu không cho dù Sa Thành có kiên cố đến cỡ nào, cũng không thể đối chọi lại được với vài chục vạn quân đại minh lầu đến như thế. Nhạc Phàm đã từng cảm ngộ bản thân, giữa trời đất, con người thật vô cùng nhỏ bé, và hiện tại trong lòng hắn lại càng có ý nghĩ như thế. Nhìn lên trên tường thành của Sa Thành, một đám đông các cung thủ và đao thủ đang đứng đó nhạc phàm cảm thấy áp lực lập tức gia tăng không ít trong lòng đột nhiên có cảm giác vô lực nhưng hắn biết bản thân không thể rút lui nếu không sẽ không có một cơ hội sống sót nào cho nên ánh mắt hắn trở nên kiên định nhìn về phía trước công thành vốn cần chiến xa và các khí cụ tác chiến phối hợp mới có thể chiến thắng dễ dàng nhưng biên hoang địa hình giới hạn cho nên nơi đây không thể có các khí cụ tác chiến như chiến xa được lần tấn công này rõ ràng là dùng đám chư la để làm bia đỡ đạn quan trọng đánh trống dư lương ra lệnh lần này làm chủ tướng tấn công tiên phong đã nhiều tháng không chiến đấu trong mắt y lấp lánh tia hưng phấn <laughs> tiếng trống càng nhanh dư lương bạt đao thật dũng mãnh dùng lực giơ lên quát một tiếng thật lớn Sông lên nói xong hàng ngàn người lập tức xông thẳng lên phía trước. Trước tiên là hắc y thủ nhân, bọn họ có nhiều kinh nghiệm, không ngừng né tránh để tiến lên. Còn thanh y thủ nhân đi phía sau, dùng tuấn bài để ngăn cản tên và đá bắn tới. Rất khó khăn chậm chậm tiến lên. Còn đám binh lính vẫn đứng yên không nhúc nhích. Vèo, vù vù, những mũi tên bắn hòa lẫn với vô số âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên bên cạnh nhạc phàm. Trên chiến trường, người chết ta sống, xác chết khắp nơi, máu nhuộm đỏ khắp mặt đất mạng sống giống như con kiến mỏng manh vô cùng tên bắn khắp nơi tựa như chiếm lấy cả nửa bầu trời bóng đen che phủ cả chiến trường cảnh tượng thảm liệt như thế gây chấn động mạnh vào tâm hồn nhạc phàm hắn thấy những người bên cạnh mình không ngừng ngã xuống trong đó có nhiều kẻ ở cùng doanh chướng với mình mặc dù không kết giao gì nhưng cùng sống với nhau một chỗ mấy tháng mà hiện tại tất cả đều đã chết chết ngay bên cạnh hắn khiến tâm lý hắn đã trở nên bi ai không nói lên lời Hiện tại hắn đã minh bạch, trên chiến trường thân mình lo còn chưa xong, đừng nghĩ đến chuyện giúp đỡ kẻ khác. Do đó hắn chỉnh đốn lại tâm trạng, gia tăng tốc độ tiến về phía trước. Trên tường thành của Sa Thành, hàng trăm cung thủ không ngừng kéo cung bắn tên, nhưng vẫn không thể ngăn cản đám tử tù dần dần tiến lên. Đứng trên tường thành, một nam tử lo lắng nói với người đứng bên cạnh: "Quân sư, viện quân khi nào mới đến?" Người này thân mặc hôi giáp bằng đồng, tay cầm cờ lệnh xem ra đó chính là chủ tướng giữ cửa ải sa thành quân sự mềm cười nói thiếu tướng không cần khẩn trương tin tức đã chuyển đến phong vương và lạc vương tin rằng không bao lâu việt quân sẽ đến mà binh mã của sa vương cũng đã xuất phát từ mục nhĩ thành chỉ cần nửa thời thần là sẽ đến thôi theo tiểu nhân được biết bọn người đó đều là tử tù mặc dù chúng dũng mãnh nhưng lại không có binh khí tốt do vậy sức chiến đấu không cao nên quân mình chỉ cần dùng chúng làm bia đỡ đạn nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần một thời thần nữa là chúng đừng hỏng tấn công đến nữa. Dừng lại một chút, quân sư nói tiếp. Chúng ta hiện nay nên phái người bảo vệ lương thảo cho tốt, đề phòng địch nhân đánh lén. Nếu không hậu phương bị cháy, tổn thất lúc đó rất nặng nề. Thiếu tướng quân nghe thế thì trong lòng cũng hơi yên tâm, gật đầu nói. Quân sư nói có lý, ta lập tức sai người đến canh giữ lương khổ, lệnh cho chúng đề cao cảnh giác. An bài xong mọi thứ, thiếu tướng quân liền quay người nhìn ra chiến trường. Vừa nhìn xuống dưới, trong lòng y kinh hãi vô cùng, Với yên tâm xong lại trở nên lo lắng. Mộc Tuấn trong tay nhạc phàm đã sớm bị bắn vỡ nát, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng thanh đao trong tay mà cản phá tên. Giản đơn đao pháp được hắn sử dụng tinh tế vô cùng, đao ảnh đầy trời ngăn cản toàn bộ mũi tên bắn tới. Tình huống như thế chưa từng xuất hiện trên chiến trường, một người có thể chống lại được sự công kích của tên bắn. Nhiều tên bắn tới như vậy, tránh né cũng là chuyện không thể, chứ đừng nói đến việc múa đao chặn tên trước tiên không cần biết có thể chặn nổi hay không mà việc phải tiêu hao thể lực vô tận thì không người thường nào có thể chịu đựng nổi ngay cả cao thủ cấp bậc tiên thiên cũng chưa chắc chịu đựng nổi tướng sĩ cả hai bên thấy nhạc phàm dũng mãi như thế trong lòng sao có thể bình tĩnh nổi tấn công giết tù nhân nhất thời khí thế đại tăng nhưng nhạc phàm hiện tại không quan tâm đến chuyện kinh hãi thế tục như thế nào hắn chỉ chuyên tâm chuyên ý huy động trường đao trong lòng không còn chú ý đến chuyện sống chết vết nứt vỡ trên lưỡi đào càng ngày càng nhiều hơn tựa hồ như không thể chịu đựng nổi nhạc phàm thấy thế thầm nhủ không tốt rồi bình lúc này nhạc phàm đột nhiên xoay nhanh thân người thanh đào trên tay phải xoay tròn cực mạnh phá một tiếng hô lớn chỉ nghe phanh một cái thanh đào quả nhiên gãy rời ra hắn thật sự sẽ thảm tử dưới loạn tiễn trắng ngay khi đào gãy các mảnh vỡ bắn ra tứ phía lực đạo cực mạnh chấn cho đám mũi tên dài đặc trở nên chậm lại mặc dù cuối cùng cũng bị tên bắn bị thương ở tay nhưng chỉ một thời khắc ngừng lại này cũng giúp cho nhạc phàm có được chút thời gian quý giá lợi dụng nháy mắt gián đoạn đó hắn liền vứt trôi đao đi rút hai thanh đao còn lại ở hông ra nắm chặt trong tay tiếp tục tiến lên tất cả những việc đó hắn chỉ thực hiện bằng một động tác chuyển thân nhưng cũng khiến người khác chấn động vĩnh viễn không thể quên được vốn tưởng rằng nhạc phàm gãy đao tất sẽ phải chết nhưng lại thấy biểu hiện kỳ tích của hắn Bọn người bên dư lương liền trợn mắt há mồm ngây ngốc. Nhạc Phàm xong đao áp trận, lập tức cảm thấy áp lực giảm xuống không ít, trong lòng liền thở nhẹ một tiếng. Càng tiến lên thì tên bắn tới càng dài đặc, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Nhạc Phàm hiện tại thể lực tiêu hao càng lúc càng nhiều, đây là lần đầu tiên hắn tiêu hao sức lực lớn như thế. Trước đây hắn chưa bao giờ lo lắng về thể lực bản thân, còn hiện giờ, trong lòng bắt đầu trở nên khẩn trương căng thẳng. Trong khi lo lắng Ná bộ nhạc phàm chợt lóe linh quang, hắn tỉnh ngộ nói: Chiêu thức, đúng, chỉ có chiêu thức mới có thể lấy yếu thắng mạnh, tin rằng nhất định có thể tiết kiệm thể lực. Những động tác vừa rồi hắn sử dụng đều là động tác cơ bản như là chặt cổi lúc trước, chỉ có điều phản ứng và tốc độ múa đao quá nhanh nên mới có thể ngăn cản mũi tên ngập trời bắn đến. Bất quá việc liều mạng chống đỡ như thế tiêu hao thể lực rất nhiều, người thường căn bản không thể duy trì được nửa khắc. Nói đến chiêu thức, nhạc phàm liền cảm thấy đau đầu, Mặc dù hắn nghĩ đến biện pháp đó là không sai, nhưng nhớ lại, hắn chợt nhận ra bản thân căn bản chưa học một loại đạo pháp nào cả, trong lòng không khỏi cười khổ. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi hơn 10 trượng, Nhạc Phàm cảm thấy bản thân tự như không thể bước qua nổi. Hơn 7 ngàn tử tù chỉ trong chốc lát đã ngã xuống gần 1 ngàn, hầu hết tử thương đều là thanh nghi tù nhân. Còn đám hắc y tù nhân đi đầu tấn công, có một phần đã tiến đến sát dưới chân thành, dùng thang gỗ để leo lên. Cứ như thế thì chỉ có chết, Nhạc Phạm khổ sở chống cự. Hiện tại hắn rõ ràng cảm thấy thể lực nhanh chóng tiêu hao, cứ thế này khó mà sống sót nổi. Nhưng không biết tại sao, ngay từ lúc mới bắt đầu, hắn cảm thấy áp lực xung quanh tựa như tăng cao hơn. Mẹ nó, chẳng lẽ tất cả mũi tên đều nhắm vào lão tử cả sao? Nhạc Phạm càng ngày càng cảm thấy sầu não, liền phát ra một câu chửi thô tục. Trong lòng không nhận được chửi một câu, nhưng động tác của hắn vẫn không giảm chút nào. Nhạc Phạm nói thế cũng đúng, vì biểu hiện của hắn quá siêu phàm nên ảnh hưởng trực tiếp đến khí thế của bọn tướng sĩ quân sư đứng trên tường thành thấy rõ như thế trong lòng cảm thấy uy hiếp cho nên lập tức ra lệnh gia tăng cung thủ tận lực nhắm vào hắn mà bắn không biết có phải chửi xong thì sầu não trong lòng hắn phát tiết ra hết nhạc phàm cảm thấy không còn khó chịu nữa hắn liền khôi phục tỉnh táo như cũ phút chốc sau nhạc phàm liền đưa ra quyết định cho đến giờ mình đều dùng giản đơn đao mặc dù động tác rất thuần thục và tốc độ cũng nhanh phi thường nhưng tính liền mạch lại không cao. Nếu như ta dùng phép tá lực của cầm nã thập bát đà kết hợp vào, có thể tiết kiệm lực khí không ít. Nếu là bình thường nghĩ như thế cũng không có vấn đề gì, nhưng lúc này là trên chiến trường, trước mặt là chém giết, nghĩ như thế đúng là chuyện quá điên cuồng. Đà Pháp nổi danh trong võ lâm, phải trải qua thiên truy bách luyện, hấp thụ kinh nghiệm của vô số người mới có thể thành công. Nếu muốn lập tức sáng tạo ra một loại đao pháp thượng thừa thì quả là không thể được ngay cả thiên hạ đệ nhất hoặc là thiên tài cũng không thể nói cho cùng cho dù nhạc phàm có thể sáng tạo ra một loại đao pháp nhưng tất cả cũng cần thực chiến mới có thể hoàn mỹ nhưng dưới mưa tên chỉ hơi sơ suất cũng sẽ bị loạn tiễn xuyên tâm mà chết ngay cả một cơ hội để hối hận cũng không có dưới hoàn cảnh này mà có thể sáng tạo đạo pháp chỉ có dũng khí và trí tuệ cũng chưa đủ để làm được nhạc phàm không phải là không biết được những tình huống như thế chỉ là hiện tại thể lực của hắn tiêu hao quá nhiều nếu không nghĩ ra biện pháp hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi giản đơn đao pháp đích xác là giản đơn chỉ có năm động tác khảm phách chuyển giá đạn người khác chỉ cần nhìn qua là không thể sử dụng được nữa nhưng nhạc phàm từ nhỏ đã luyện tập giản đơn đao pháp đối với vài động tác đó đã trở nên lô hỏa thuần thanh bất quá trước đây đối tượng đều là cây cối là loại vật chết mà hiện tại trước mặt đích xác là tên bắn liên biên không dứt So ra đây đúng là đối tượng có thể lấy mạng hắn. Nhưng tình huống hiện tại không cho nhạc phàm suy nghĩ nhiều, lập tức chuyển biến đao thế, khảm, phách, chuyển, giá, đạn. Mỗi động tác xuất so ra liên tục không ngừng, chiêu này vừa xong, chiêu khác lại đến. Rồi hắn lại tần lực chiếu theo phép tá lực mà múa đao theo vòng tròn. Xích, một mũi tên bắn ngay vai nhạc phàm. Dù sao đây là lần đầu hắn thử nghiệm, động tác rõ ràng là rất cứng nhắc. Vừa thử một lần đã đánh bật được nhiều mũi tên, Bất quá hắn cũng bị bắn trúng một tên, nhưng cũng không trúng chỗ yếu hại, chỉ một chút thương thế đối với hắn cũng chẳng là gì cả, cho nên hắn tiếp tục di động thân pháp, phối hợp biến đổi năm động tác khảm phách chuyển giá đạn. Có lẽ cảm thấy tử vong đang uy hiếp, tiềm lực toàn thân của Nhạc Phàm đột nhiên bạo phát, động tác nhanh hơn vài phần, mà nhãn thần của hắn trở nên bình tĩnh kỳ ảo vô cùng. Giờ khắc này lại tiếp nhập không minh chi cảnh, không vui không buồn, không được không mất. Cuộc đời không lo nghĩ cũng chính là không minh. Xích, một mũi tên bắn đến, cánh tay lại trúng một tên, nhưng về mặt nhạc phàm không có biểu hiện gì, hắn vẫn tiếp tục huy động cả hai thanh đao không ngừng xoay vòng. Xích, chân lại trúng một tên. Xích, lưng cũng trúng một tên. Trên người nhạc phàm đã trúng hơn 10 tên, nếu là người khác đã sớm chết rồi, nhưng hắn nhờ tu luyện long cực cửu biến là ngoại gia công phu thượng thừa, mà luyện thể đã đạt được tiểu thừa, cho nên đối với hắn mà nói đó chỉ là bị thương ngoài da ngay cả máu cũng không chảy ra nữa động tác của nhạc phàm càng ngày càng liên lạc thanh đao trong tay hắn vẽ lên vô số vòng tròn lớn nhỏ xoay quanh người mặc dù đao pháp không nhanh như trước nhưng cơ bản có thể ngăn cản tên bắn tới điều quan trọng nhất là thể lực của hắn không tiêu hao quá lớn như trước đây đây chính là điều giúp nhạc phàm có thể sống sót hắn cuối cùng cũng đã thành công mỗi lần nhạc phàm dùng đao ngăn cản tên bắn tới, Tường lĩnh hai bên lại thấy chấn động. họ chỉ có duy nhất một kiểu phản ứng, đó chính là bất khả thi. vừa rồi đám người bên dư lương thấy nhạc phàm trúng vài mũi tên, đều nghĩ là hắn sẽ phải ngã xuống, trong lòng đều đang than thầm một mãnh tướng nữa lại chết dưới loạn tiễn. còn bên thiếu tướng quân lại âm thầm thở dài. nhưng bọn họ lại không thể nào ngờ nhạc phàm đã trúng tên, không những không ngã xuống, mà còn ngăn cản được tên bắn tới. kết quả quỷ dị như thế làm cho bọn họ trong lòng không thể không thừa nhận. Mỗi người đều há hốc mồm nhìn thẳng về phía trước. Bởi vì nhạc phàm thu hút phần lớn cung thủ, cho nên áp lực lên các tử tù khác giảm đi không ít. Do đó họ liền nhanh chóng tiến lên. Trong chốc lát, phần lớn tử tù đã tiến đến sát tường thành, bắt đầu tấn công. Trên tường thành, thiếu tướng quân có vẻ bó tay, kéo quân sư đứng bên cạnh hỏi. Quân sư, địch nhân giờ đây đã tấn công đến, người nói phải làm thế nào bây giờ? quân sư nhíu mày trong lòng khinh bỉ nói tiểu tử này đúng là tên vô dụng không thể giúp nổi mà gặp có chút chuyện mà cũng hoảng loạn thế này vậy mà xa vương cũng sùng ngay hắn nữa trong lòng mặc dù xem thường nhưng vẻ mặt hắn vẫn cùng kinh nói thiếu tướng quân không cần lo lắng cho dù bọn chúng có đến chúng ta cũng có thể chống đỡ nổi đúng như quân sư nói bọn tù nhân đang leo lên tường thành đối mặt với sự công kích của cao thủ vũ khí trong tay bị chém gãy thành hai đoạn căn bản không thể hoàn thủ được. Không tốt rồi, không tốt rồi." Có một tiếng kêu la đột nhiên truyền lại, một tiểu tốt chạy đến nói, "Bẩm thiếu tướng quân, quân sư, đại sự không tốt rồi, lương khố trong cha thành đã cháy rồi." "Cái gì?" Thiếu tướng quân và quân sư nghe tiểu tốt bẩm báo lập tức kinh hãi. Thiếu tướng quân thở hồn hển nói, "Ta không phải đã sai người bảo vệ lương khố rồi sao, sao mà lại bị đốt cháy chứ?" Tiểu tốt liền giải thích, có một đám hắc y nhân mang theo lửa liều chất xông đến lương khố. Các huynh đệ canh gác đã không ngừng ngăn chặn cho nên... Tốt, hiện tại không nói nữa, vấn đề đó để sau. Quân sư ngắt lời, rồi với tiểu tốt. Người giờ gọi người toàn lực cứu hỏa, viện quân sẽ đến nhanh thôi. Rồi truyền lệnh ta xuống, điều phái nhân thủ, tăng cường phòng bị hậu vương. Nói xong hắn liền lấy trong người ra một lệnh bài đưa cho tên tiểu tốt. Dạ, quân sư, tiểu tốt lĩnh chỉ liền lập tức ly khai. Thiếu tướng quân nói, hậu phương bị cháy, cho dù viện quân có tới tổn thất như thế cũng là quá nặng nề. Quân sư, người sẽ hiện tại phải làm thế nào? Bọn tử thủ đó xem ra cũng rất cường hãn đó. Quân sư nhíu mày tức giận hư một tiếng. Mạc Trinh quả thật là khi người thái quá. Người đâu? Dạ, quân sư, một tiểu tốt liền chạy đến. Đổ dầu hỏa xuống cho ta, để ta xem bọn chúng lên bằng cách nào. Quân sư hùng ác ra lệnh. Tuân lệnh, một đám hắc y tù nhân đang leo lên tường thành, mắt thấy sắp lên đến nơi, trong lòng trở nên có chút kích động, liền hô lớn múa đao. Nhưng đột nhiên phía trên ảo một tiếng, có tiếng nước đổ xuống, khiến bọn họ trong lòng sững sờ. Nhưng bọn họ tựa như đã đánh mất lý trí, liều mạng tiếp tục leo lên. Phóng hỏa. Một lệnh ra tiếng rồi vô số ngọn lửa từ tường thành ném xuống. Trong chốc lát, cả vùng cổng thành đều ngập tràn trong lửa. Dưới tường thành là một biển lửa, hiện tại có thể dùng từ địa ngục lửa mà hình dung cũng không quá đáng vô số tiếng than khóc tuyệt vọng của tù nhân có tù nhân hoàn toàn toàn thân bốc cháy cứ leo lên thành nhưng leo được một vài bước thì cũng bị chết cháy tình cảnh như thế khiến người ta cảm thấy kinh khiếp hãi hùng đứng từ xa dư lương thấy mọi sự phát sinh dưới tầng thành hắn không nhịn được cười to xem ra trầm tiên sách phải dùng đến hỏa khí rồi <laughs> một lúc sau dư lương hạ lệnh đánh chống lôi binh tiếng trống vang lên Tất cả tử tù đều được như giải thoát, tức tốc quay trở lại. Hàng ngàn tử tù thảm bại không chịu nổi, nghe thấy lập tức rút lui. Tốc độ so với việc công thành nhanh hơn không biết bao nhiêu. Nhạc phàm dưới đám mưa tên trong lòng yên tĩnh. Lúc này hắn đã quên mất chiến tranh, quên mất địch nhân, quên hết mọi sự. Trong mắt chỉ có đau. Động tác rất thuần thục, khiến chiêu thức của hắn càng ngày càng mượt mà. Tên bay đầy trời nhưng cũng không thể xuyên qua đạo ảnh một chút nào. Nhạc phàm biết bản thân cuối cùng cũng thành công, quá kích động hắn đang muốn tiếp tục thử nghiệm nhưng ý niệm trong đầu nảy sinh một tiếng chống đánh đã khiến hắn tỉnh lại thấy trước mặt dưới tường thành là một biển lửa nhạc phàm liền chấn động cảnh tượng đổ máu tàn nhẫn như thế lần đầu tiên hắn nhìn thấy vô số tiếng kêu tuyệt vọng đập vào tai hắn khiến hắn có cảm giác thật tàn nhẫn chẳng lẽ đây đúng là chiến tranh à sinh mạng rẻ mạt như vậy à nhưng không ai trả lời hắn nhạc phàm lúc này thấy tên bắn tới như mưa chỉ có thể vừa chặn vừa lùi lại Bất quá, hắn lại thấy việc tiến lên có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Tử dịch doanh đóng cách xa thành hơn 50 dặm. Nơi đây hoàn toàn không có hàng rào che chắn gì cả, để cho gió cát mặc nhiên thổi vào. Bất quá ngược lại với chiến trường, nơi đây an nhàn hơn nhiều. Đêm xuống, nhạc phàm trở về doanh trại, bắt đầu cẩn thận xử lý các vết thương của bản thân. Rút ra hơn 10 mũi tên, hắn chỉ cảm thấy một chút đau đớn, miệng vết thương khép lại rất nhanh chỉ lưu lại trên người hắn những vết sẹo khiến người khác nhìn thấy phải kinh sợ ngay lúc hắn chuẩn bị tu luyện đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến nhạc phàm hai mắt mở to không cần nhìn cũng biết là đông vũ đang đến do đó hắn không tu luyện nữa ngồi đợi y tiến vào quả nhiên đông vũ đi vào người đầy bụi đất khuôn mặt cũng đầy bụi đất thấy nhạc phàm đang ngồi trên mặt đất câu đầu tiên hắn liền nói người đúng vẫn chưa chết ngữ khí có vẻ kinh ngạc và cũng có phần hưng phấn. Nhạc Phạm thấy Đông Vũ biểu tình mơ mơ hồ hồ, không nhịn được liền cười. Đây là lần đầu tiên từ khi vào tử dịch doanh, hắn cười, khiến nỗi lòng trầm lặng của hắn trở nên có chút vui lên. Huy nghĩ là ta chết ư? Ừ. Nhạc Phạm kiêu ngạo hỏi lại. Tỉnh người lại, Đông Vũ vỗ vai Nhạc Phạm cười nói. Đương nhiên không phải, ta cũng biết tiểu tử ngươi không dễ chết mà. Nghe tin tức của ngươi, ta lập tức chạy đến. Y ngồi xuống nói tiếp, lần đầu tiên ra trận cảm giác như thế nào Nhạc phàm vẻ mặt biến đổi nhíu mày nói trên chiến trường nhân mạng đúng là quá thấp hèn sinh mệnh lại còn rẻ mạt hơn nữa đồng vũ run người chua chát nói thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sổ cầu sinh mệnh của ai chẳng thấp hèn chỉ là so ra có những người có cuộc sống quá ư là tốt đẹp thôi nói xong hắn nghiến răng trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ nhạc phàm thấy thế cũng không nói gì hắn cũng hiểu rõ đồng vũ đột nhiên hỏi người có giác ngộ ra chưa nhạc phàm giật mình lắc đầu nói ta chưa muốn giết người ha người không giết người thì chúng sẽ tha người ư không giết người không chứng tỏ là người đúng mà giết người cũng không chứng tỏ là người sai bởi vì giết người không cần biết lý do gì duy nhất chỉ có lý do là phải giết chỉ cần người có ý muốn giết người người sẽ không có cảm thấy khó khăn nữa nhạc phàm nói cái gì là ý muốn giết người đồng vũ ngự khí lạnh lùng thiên hạ vạn vật đều có thể giết được. Trong lời nói tràn đầy sát khí, tựa như ba phủ cả doanh trướng, nhạc phàm chấn động toàn thân, miệng lẩm bẩm nói, thiên hạ vạn vật đều có thể giết được. Trong doanh trướng hết sức tĩnh mịch, trải qua một ngày chiến đấu, mọi người mệt mỏi không chịu nổi, lê thân về doanh trướng, liền ngã vật xuống mà ngủ. Chỉ có nhạc phàm và đông vũ, hai người là còn ngồi đó. Chầm tư một lúc, nhạc phàm đột nhiên ngẩng đầu nói, lần trước huynh không phải muốn nói cho ta chuyện gì à ta hiện tại muốn nghe xem đồng vũ giật mình gật đầu nói từ lần đầu tiên thấy ngươi ta đã có cảm giác rất thân thiết có biết là vì sao không nhạc phàm lắc đầu nói ta cũng có cảm giác như thế nhưng không thể nói là vì sao bởi vì ta thấy ngươi rất giống ta lúc trước quật cường và kiên cường cô độc và cố chấp ngữ khí bình đạm giống như là đang nhớ lại quá khứ nhưng nhạc phàm lại cảm thấy đó là một kiểu sống bất đắc dĩ Ta từ nhỏ đã là người cô độc, thậm chí ngay cả tên họ cũng không biết. Chỉ nhờ vào một lão khất cái nuôi ta lớn lên. Bởi vì ta rất thích mưa mùa đông, cho nên ta tự gọi mình là Đông Vũ. Từ nhỏ ta đã lưu lạc tứ xứ, làm đủ mọi việc để kiếm sống. Kiếm ăn bà bữa không ổn định, bị người khác lăng nhục. Có lẽ người như ta trên thế gian có rất nhiều. Đó chính là những con người bình thường trong cuộc đời. Nhưng ta không cam tâm, không cam tâm sống như thế. Dựa vào cái gì mà con người có thể sống vô tư? Còn ta, cho dù nỗ lực cách nào, cũng chỉ là loại người hạ đẳng. Năm ta 12 tuổi, người thân duy nhất của ta qua đời. Do đó không có gì phải lo nghĩ. Ta tràn đầy tham vọng rời bỏ quê hương, bắt đầu lang bạt khắp nơi để kiếm sống. Vô số lần thất bại và bị lừa gạt khiến ta trở nên thất vọng triệt để đối với thế gian. Do đó ta quyết định tìm kiếm một nơi yên ổn để cư ngụ. Năm 18 tuổi, ta lưu lạc tới kinh đô. Đó đúng là nơi phồn hoa mỹ lệ bậc nhất, nhưng lại không phải là nơi ta nên ở lại. Nơi đó rất thực tế và rất tàn khốc. Nhưng tại nơi đó, ta cũng gặp được người đã làm thay đổi cả cuộc đời ta. Người đó là Lâm Lạc Hâm, chính là tiểu nữ của binh bộ thượng thư Lâm Trạch Thăng. Ta lúc đó là một tên lưu lạc không chút tài sản, còn nàng lại là thiên kim tiểu thư của mệnh quan triều đình mặc dù ta biết chúng ta không phải là người sống trong cùng một thế giới nhưng ta không thể nào ngăn được việc yêu thương nàng nàng rất thiện lương rất mỹ lệ khi ta rơi vào tình cảnh khốn khó nhất nàng ở bên cạnh ta an ủi chiếu cố ta âm thanh của đông vũ có vẻ si mê chúng ta đã thể non hẹn biển yêu thương nhau nàng vì ta mà không quan tâm đến mọi thứ thậm chí dám bỏ nhà ra đi nhưng ta sao có thể nhẫn tâm bắt nàng cùng ta phiêu bạt khắp nơi vì muốn làm cho nàng hạnh phúc ta quyết định quyết trí vươn lên bắt đầu tạo dựng sự nghiệp đến lúc đó ta đã có thể quang minh chính đại cưới nàng làm vợ bất đắc dĩ ta phải chọn lựa việc bỏ đi ba năm sau ta quay về kinh đô khi đó ta không những học được một thân võ nghệ mà còn có được sự nghiệp thành công khi đó ta rất kích động đến xin kết bái khi đến lâm phủ đèn hoa treo khắp nơi không khí rất vui vẻ ta sau khi nghe ngóng cuối cùng cũng biết tin nàng thành thân lúc đó tim ta như bị xét đánh mọi ý nghĩ đều trở nên úa tàn nhiều năm chịu đựng gian khổ cùng với thất bại không ít ta chưa từng một lần thất vọng nhưng nàng nói rằng đã đợi ta về đợi ta về nàng nói rằng nước mắt y tự nhiên trào ra nhạc phàm cũng có thể cảm nhận được một nam nhân là thiết huyết trên chiến trường đã phải chịu đựng bao nhiêu bi ai thống khổ thế nào mới có thể rơi lệ bày tỏ tình cảm của mình như vậy. nhạc phàm không thể bước đến an ủi cũng không nói điều gì, bởi vì hắn biết nam nhân như thế bình thường rất kiên cường, căn bản không cần bất cứ ai trợ giúp hay an ủi. đồng vũ cứ để nước mắt tràn ra mà không hề lau đi. có lẽ đây chính là tình cảm yêu thương của hắn. ta vốn muốn tìm đến nàng để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng cha mẹ nàng tìm mọi cách ngăn cản, luôn sai gia nhân cản trở đuổi ta ra ngoài ngoại trừ nàng, ta không cần quan tâm đến bất cứ điều gì. Cho nên để gặp mặt nàng, trong cơn giận dữ, tối đó ta xông vào phủ thượng thư. Lúc đó ta liên tục giết chết 28 người trong nội phủ, cuối cùng cũng đến bên ngoài đại thính để được gặp nàng. Nàng mặc áo phượng, quả thật là rất mỹ lệ, động lòng người. Nhưng người đứng bên cạnh nàng không phải là ta, không phải là ta. Nhìn thấy nàng tiểu tụy, vẻ mặt u buồn ta thật sự rất hối hận. Hối hận bản thân 3 năm trước vô trách nhiệm mà bỏ đi. Chỉ cần thời gian quay ngược lại, ta nguyện lựa vứt bỏ mọi thứ. Nhưng thời gian sao có thể đảo ngược được chứ? Ngay khi ta quyết định đưa nàng đi, một đám cẩm y vệ đột nhiên xông tới vây bắt ta. Đám cẩm y vệ, mỗi tên đều có võ không cao cường, so với nhất lưu cao thủ trên giang hồ cũng không hề thua kém. Nếu đơn đả độc đấu, ta tự tin có thể thắng bất cứ ai trong số họ. Nhưng nhiều cao thủ bao vây như thế, ta căn bản không thể hoàn thủ. Ngay cả chạy thoát cũng không có cơ hội. Bốn bề đại viện đều là vô số tân khách. Nhưng ta trong lòng vô cùng bình tĩnh. Ngày lúc ta sắp sửa tấn công, nàng đã gọi tên ta. Mọi thứ lúc đó vẫn tựa như là ngày hôm qua. Trước đại thính, Lâm Lạc Hâm nói với Đồng Vũ. Huynh không cần đánh nữa. Đồng Vũ nhìn Lâm Lạc Hâm, giọng nói khô khóc. Ta đã trở về Ta nói rằng ta sẽ trở về Nàng vì sao không chờ đợi ta Vì sao chứ Lâm Lạc Hâm đổi nét mặt nói Huỳnh đừng có hồ ngôn loạn ngữ Ta chưa bao giờ thích huynh cả Đồng vũ cảm thấy chấn động Ánh mắt nhìn trực tiếp Lâm Hạc Hâm Sau một lúc nhìn chằm chằm Hắn chợt nhảy miệng cười Hâm nhi ta nhất định đưa nàng rời khỏi đây Lâm Lạc Hâm toàn thân chấn động Vội nói lớn Ta đã nói sẽ không đi cùng huynh Trước đây là ta còn nhỏ không hiểu biết chuyện tình cảm, hiện tại ta đã minh bạch rồi. Hồi đó ta đúng là quá ấu trĩ. Huỳnh vẫn chưa biết rõ, ta hiện tại căn bản không còn thích Huỳnh nữa. Ta... Đồng Vũ đang muốn nói điều gì? Tân Lang đứng bên cạnh đột nhiên đi tới. Lạnh lùng nói với thị vệ. Bắt hắn lại. Dạ, điện hạ. Sau một lúc chiến đấu, Đông Vũ dù sao thân cô lực yếu, cuối cùng cũng không địch nổi bị trọng thương mà ngã xuống. Tần làng vùng tay áo nhàn giọng nói Hôm nay là ngày đại hỷ Trước tiên hãy mang hắn đi Đợi một lát Thị vệ vừa tính mang đồng vụ đi Lâm Lạc Hâm đột nhiên bước lên nói với Tần làng Điện hạ Chuyện này là do ta gây ra Có thể tha cho huynh ấy được không Không được Tần làng không nói thêm điều gì Binh bộ thượng thư Lâm Trạch thẳng bước lên vẻ mặt phẫn nộ nói Tiền tạc tử này đã liên tiếp giết nhiều người trong phủ của ta Cuộc pháp khó tha Tiền lý khó tha Ta thân là thượng thư, đương triều, cháu có thể dung túng loại hung đồ như thế? Nhất định phải đem hắn chém đầu trước dân chúng, lấy đó làm gương. Lâm Lạc Hâm nói với Tân Làng, Điện hạ, tất cả đều do ta sai, muốn xử thì hãy xử ta trước. Nói xong, nàng liền quỳ xuống. Tân Lang liền đỡ Lâm Hạc Hâm dậy. Lạc Hâm, sao phải khổ như thế? Ta buông tha cho kẻ này thì... Không được. Lâm Trạch Thằng nói. Điện hạ, tạc tử này đã phạm vào quốc pháp, sao có thể dễ dàng buông ta? Tần làng có vẻ khó xử. Đúng vậy, lạc hâm, nàng xem. Nếu như ta tha cho hắn, sao mà hắn nói với những người đã chết? Lâm lạc hâm có vẻ hoảng loạn nói. Thế phải làm sao? Tần làng trầm tư một lát rồi nói. Vậy đi, ta xử hắn dùng quân, cho hắn một cơ hội chuộc tội. Lâm trạch thăng đang tính nói gì, tần làng đã ngắt lời. Không cần nói thêm gì nữa, ta đã quyết định rồi, mang hắn đi cho ta. Lúc ấy ta thật sự nghĩ là bọn chúng buông tha cho ta. Nhưng sau này ta mới biết, chúng quả thật là bọn tiểu nhân vô cùng âm hiểm xảo trá. Bọn chúng chẳng những ở trong ngục đã phế võ công của ta, mà còn tống ta vào tử dịch doanh. Đồng Vũ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, ánh mắt tràn đầy sát khí, vẻ mặt đầy hận thù nói. Người có biết Tân Lang là ai không? Hắn chính là Thái tử Đương Triều Chu Khang. Nhạc Phàm chấn động nói về khẳng định. Thái tử Đương Triều là hoàng đế trong tương lai? đồng vũ gật đầu cay đắng nói không sai nếu ta trở về đưa hâm nhi đi chắc chắn sẽ đối mặt với cả thế lực của triều đình nhưng ngữ khí của y chợt thay đổi trở nên kiên định đồng vũ ta đã từng phát thệ với trời bất luận có trở ngại cỡ nào khốn khó cỡ nào ta cũng sẽ khiến cho chúng phải trả giá đắt một năm không được thì hai năm hai năm không được thì bốn năm bốn năm không được thì mười năm ta nhất định sẽ trở về cứu hâm nhi đi sau một lúc trầm mặc, Đông Vũ cười lạnh nói, bọn chúng vốn tưởng rằng tống ta vào ngục là có thể đưa ta vào tử địa. Nhưng chúng vạn lần không biết rằng, võ công thiên tàm quyết mà ta luyện có sự khác biệt với các công phu khác. Phá hủy rồi tu luyện lại, ngược lại còn có thể vượt lên thêm một tầng. Hơn nữa, mấy năm nay chiến đấu trên chiến trường, sớm khiến ta tiến nhập con đường giết chóc. Một thiên tiên cao thủ bình thường căn bản không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần có thể cảm ngộ thiên nhân chi cảnh, ta liền có thể tiến nhập hàng ngũ thiên tiên. đến lúc đó trong giang hồ kẻ có thể thắng ta cũng chỉ có vài người. Lợi thể của ta cũng tiến thêm được một bước. nhạc phàm mục quang chật lóe lên kinh thán nói: tiên thiên cao thủ đỉnh cao võ học. đông vũ xem thường nói: đó chỉ là người thường nói theo kiểu ích ngồi đây giếng. đỉnh cao chân chính chính là thiên đạo. nhưng để đạt được tới đó thì, Ai... tự ngừng lời hắn liền chuyển đề tài nói dù sao cũng có nhiều ẩn sĩ cao nhân võ công của ta chính là do cao nhân truyền thụ nhạc phàm đương nhiên có thể nghe ra ngữ khí của y có vẻ không hợp lý nhưng hắn cũng không thèm truy vấn dù sao mỗi người đều có một bí mật riêng đồng vũ thở dài nói bà nằm sống ở đây bà nằm giết chóc ta đã sớm từ non nớt trở nên thành tục chỉ là cái giá phải trả cũng là quá đắt đồng vũ năm đó đã sớm chết rồi hiện tại ta sống dưới cái tên thiết huyết <laughs> Cuộc sống như thế này, đúng là người thường không thể chịu đựng nổi. Nhờ có hai lão từ kiệt và Trấn Phong cùng vào đây với ta. Nếu ba năm nay không có họ, ta nghĩ đã sớm trở nên điên loạn rồi. Có người đến. Nhạc phàm đột nhiên nghe tiếng bước chân lạ đến gần, trong lòng lập tức cảnh giới. Hà, tiểu huynh đệ quả nhiên là lợi hại. Ta và Trấn Phong vốn đã giảm nhẹ cước bộ, không nghĩ là sẽ bị người phát hiện ra. Vừa nói, hai tù nhân mặc bạch y vừa tiến vào. Một người hơn 30 tuổi, lưng hùm vai gấu, vẻ mặt ngay thẳng với đôi mắt sáng ngời, trên vai vác một cây trưởng thương vẫn dính máu. Người còn lại tuổi cũng khoảng đông vũ, vẻ mặt tái nhợt, gầy gò, đeo cung tên trên vai. Cả hai người cùng đứng đó không nói thêm lời nào. Lúc này trước mặt nhạc phàm chính là hai bạch y tù nhân hắn đã nhìn thấy trên đấu trường. Thiết huyết nói vừa rồi có vẻ yếu đuối quá. Mấy năm nay chúng ta đồng sanh công tử cùng hoạn nạn, mà lại nói như thế nữa sao? Từ Kiệt bước lên phóng khoáng nói, lão tử nói không sai. Hoàng Trấn Phong cũng bước lên nói xong cả hai người liền ngồi xuống đất. Thấy bọn Từ Kiệt đến, Đồng Vũ cao hứng nói, hai người sao lại đến đây? Rồi hắn quay sang nhạc phàm giới thiệu, hai người này là trường thương Từ Kiệt và khoái tiễn Hoàng Trấn Phong. Từ Kiệt cười quái dị nói, thấy người vừa về đã đi ra ngoài, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, đương nhiên ta phải đi theo xem sao. Hơ, chào tiểu huynh đệ, ta là Từ Kiệt gọi ta là lão từ là được rồi bọn họ hay gọi ta như thế hoàng trấn phong gật đầu nói ta là hoàng trấn phong nhạc phàm hoàn lễ nói lý nhạc phàm trải qua một đêm dài nói chuyện nhạc phàm đối với bọn đông vũ ba người đã hiểu rõ thêm một phần do bọn họ trên chiến trường phối hợp lẫn nhau vào sinh ra tử cho nên cuối cùng trở thành bạn tốt điều này khiến nhạc phàm lần đầu tiên ở tử địch doanh cảm nhận được sự ấm áp nhưng cũng khiến bọn đông vũ kinh ngạc sau một đêm nói chuyện bọn hắn phát hiện kiến thức của nhạc phàm về chiến trường không có điểm nào thua kém bọn họ thậm chí chuyện bài binh bố trận còn vượt hẳn bọn họ bất quá bọn đông vũ dù sao tham gia vô số trận chiến giúp nhạc phàm học được không ít kỹ xảo thực chiến trên chiến trường nếu nói rằng lệ vân trước đây truyền thụ kinh nghiệm thì với bọn đông vũ hắn học được rất nhiều điều thực tế ngày hôm sau mấy ngàn tù nhân đứng trên khu đất trống giữa doanh trại nhãn thần lộ vẻ cực kỳ mệt mỏi nhưng thân thể của bọn họ còn đứng được, chứng tỏ với người khác rằng họ vẫn còn sống. Bọn nhạc phàm mặc dù qua một đêm không nghỉ ngơi, nhưng tinh thần có vẻ rất tốt. Đợi mọi người tập hợp lại xong, doanh vệ trưởng ung dung đi đến nói. Hiện tại điểm danh nhân số, mọi người bắt đầu báo cáo. Qua một lúc điểm danh, nhạc phàm kinh hãi phát hiện, vốn xuất phát là hơn 7.000 người. Sau một trận đánh đã chết gần 2.000 Còn hơn 200 người trọng thương không chữa trị nổi đều bị trồn sống. Tử vong nhiều như thế, thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Không lạ cho đến giờ không còn ai còn sống mà rời khỏi tử dịch doanh. Điểm danh xong, doanh vệ trưởng cười nói, hey, cũng không tệ lắm, chỉ chết chưa đến 2.000 người. Xem ra mọi người đã rất nỗ lực. <cười>, cười xong, hắn nói tiếp, hôm nay mọi người quay về chuẩn bị, ngày mai đại quân sẽ tới. <laughs> Khi đó chiến đấu trần chính sẽ sớm bắt đầu. Không biết có còn ai sống nổi không? Tốt rồi, giải tán về doanh trướng. Ngày mai giờ tin tập hợp. Về danh chướng, Nhạc Phàm cũng không nghỉ ngơi. Hắn vừa tu luyện vừa bình tĩnh tự nhận xét về đạo pháp đã linh ngộ trên chiến trường ngày hôm qua. Sau khi nhớ lại mọi chuyện, lý giải và điều chỉnh lại, Nhạc Phàm đã hiểu ra, đạo pháp hôm qua vẫn chưa được xem là hoàn chỉnh, có lẽ hắn phải xem xét từng chiêu trong đạo pháp cho thỏa đáng. Nếu như bản thân có thể biến hóa vài động tác, rồi dung nhập một ít động tác liên lạc với nhau, có lẽ hắn có thể sáng tạo ra thêm nhiều chiêu thức nữa. Đến lúc đó, hắn có thể có một loại đạo pháp hoàn chỉnh. Nghĩ đến đó, trong lòng hắn càng trở nên hưng phấn. Kỳ thật hắn tịnh không biết ý nghĩ của bản thân đã phạm phải một điều cấm kỵ trong võ lâm. Võ công truyền thụ mà tùy ý cải biến chính là đại kỵ trong võ lâm. Bởi vì trong giang hồ, các môn phái thiên kiến rất ác liệt. Nếu học trộm võ công phái khác hoặc tùy ý cải biến chiêu thức võ công bổn phái, nhẹ là trục xuất sư môn, nặng thì phế bỏ võ công. Trừng phạt có thể nói là rất nghiêm khắc. Bất quá, chỉ có một ít người thoát khỏi ràng buộc các môn phái, bọn họ lấy yếu bù mạnh, tự thành là một phái, thậm chí trở thành nhất đại kỳ hiệp. Nhạc Phàm từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với võ công, tự nhiên không chịu sự ước thúc của giang hồ, cho nên tư duy cởi mở không bị ràng buộc, hơn nữa hắn có cơ sở là thân thể kiên cường, tự nhiên rất dễ thành công. Đương nhiên, nếu có thất bại, cái giá phải trả lớn nhất chính là sinh mệnh. Một hồi trống vang lên, tử dịch doanh hơn 5.000 người nhanh chóng tập hợp vào trung tâm doanh trại chiến đấu chân chính rồi cũng bắt đầu năm mươi dặm ngoài sa thành 30 vạn quân đại minh oai nghiêm tiến dần đến sa thành đi đầu đội ngũ chính là tử dịch doanh do dự lường xuất lĩnh phía sau là quân chính quy đại minh người đứng đầu lần chinh chiến này chính là chủ xuất mạc trinh công thành một tiếng ra lệnh quân tử dịch doanh như tên bắn khỏi cung mạnh mẽ sông lên Di hết phản quân không chịu thua kém mở cửa thành xông ra nghênh chiến tấn công trên chiến trường hai đám người đông đảo ập vào nhau không có chiến thuật gì không có một kỹ thuật chiến đấu gì chỉ đơn giản là máu huyết trên chiến trường sát khí hòa với vô số âm thanh và đập của binh khí không ngừng tăng lên bên ngoài xa thành trong vòng năm dặm cả vùng đất đều bị nhúm đỏ máu từng mảnh thân thể rơi trên mặt đất cảnh tượng giống như một bức tranh đỏ rực nhưng vô cùng thảm liệt vô số sinh mệnh đã chết đi cuộc sống của họ cũng chỉ giống như cát bụi một không khí chết chóc bốc lên ngập trời giữa trời đất chỉ nghe vô số âm thanh kêu la phẫn nộ và ai oán nhiễm huyết hồng trần đau bất đình luân hồi sát kiếp thiên địa gian thời khắc xông vào chiến trường nhạc phàm đột nhiên nhớ tới câu nói của lệ vân trên chiến trường có địch thì không có ta chém giết sinh tử mạng là do trời có thực sự như thế không nhạc phàm không khỏi tự hỏi bản thân Giữa chiến trường, nhạc phàm trong lòng có chút khó khăn. Hắn chỉ dám ngăn cản trước mặt, hai bên thì tránh né. Mặc dù nắm chặt song đao, nhưng mà hắn vẫn chưa hề xuất thủ giết chết một ai. Vừa tránh một đao, một đao khác lại đến. Đối mặt với rất nhiều địch nhân xung quanh, cước bộ của nhạc phàm càng trở nên nặng nề. Thiên địa vạn vật đều có thể chém giết. Có lẽ sát khí trên chiến trường đã ngấm vào người nhạc phàm. Có lẽ chỉ là một điều ngoài ý muốn. Trong khoảnh khắc, hắn chuyển thân, thành đao trong tay tự nhiên vùng lên, rồi tùy ý chém ra. Tiếp theo là một tên tiểu tốt ngã xuống giữa vũng máu. Nhìn thấy máu từ người đó, nhạc phàm chấn động. Thả đã giết người. Thời khắc này, mọi sự xung quanh chợt như dừng hẳn lại. Hắn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh, rất rõ ràng và rất trầm trọng. Giữa trời đất tựa như chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của bản thân, Nhạc phàm đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Sự yên tĩnh như thể phảng phất như bóng tối che phủ bản thân không ngừng nuốt chừng từng điểm ánh sáng trong tâm hồn hắn, cuối cùng chỉ còn lại một sự trống rỗng vô tận. giết người dù sao cũng không phải là chuyện vui sướng gì, không có ai trời sinh ra mà thích giết chóc cả, à. cho nên mọi người sau khi giết người thường xuất hiện tình trạng mê muội, thậm chí tinh thần bị băng hoại. tình huống của nhạc phàm lúc này thập phần nguy hiểm, nếu hắn không thể thoát khỏi bóng tối đó, hắn sẽ bị trói buộc giữa sinh tử, tinh thần bị hủy hoại, trở thành một kết xác không hồn vĩnh viễn chìm ngập trong địa ngục chết chóc. Nhưng nhạc phàm dù sao cũng không phải là người thường. Hắn có tinh thần lực cường đại và một tâm hồn cương nghị, sao có thể dễ dàng đánh mất bản thân? Còn nữa, hắn đã sớm cảm ngộ đến thiên đạo tri cảnh, khiến tâm linh đã sớm siêu thoát khỏi chuyện sinh tử. Chỉ vì nhạc phàm chưa từng giết người, cho nên mới nhất thời hoang mang hoảng loạn. Chỉ trong chốc lát, bóng tối trong tâm hồn hắn đã biến mất. Thương tùng chi hạ tọa quan thiên vòng tẫn thế gian thiền bách niên trong thời khắc giác ngộ sinh tử khiến nhạc phàm phảng phất như nhớ lại những ngày bồi bạn với cây thương tùng mặc dù cô độc nhưng trong lòng là một sự yên lặng sáng suốt quên mất sinh tử quên cả trời đất tựa như chỉ có bản thân là tồn tại cứ như thế một hồi lâu thời gian như đã dừng hẳn lại hồi tỉnh lại nhạc phàm đột nhiên phát hiện tiểu tốt vẫn nằm yên trong vũng máu còn xung quanh vẫn không ngừng chém giết Lúc này hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch mọi chuyện phát sinh vừa rồi, kỳ thật chỉ là bản thân hắn tự cảm thấy mà thôi. Trải qua một cuộc thử thách giết chóc, nội tâm nhạc phàm đã trở nên vững như bản thạch. Đối với sinh tử, xem ra hắn đã thấu triệt. Đối với giết người, trong lòng hắn lúc này cũng không còn cố kỵ nữa. Thiên địa vạn vật đều có thể bị giết, bởi vì phải giết. Kẻ giết người rồi cũng bị giết, trong lòng vô tội cũng vô phạt. Ta tịnh không có gì sai, cũng hạ tất phải cố kỵ. Có lẽ thế gian cũng không có gì khác biệt. Sau khi tưởng tận, nhạc phàm khí thể liền trở nên phấn chấn, nắm chặt đao trong tay, mạnh mẽ vùng lên, quát một tiếng lớn. Giết! Nhạc phàm không hề lo sợ. Hắn giống như một câu hồn sứ giả dưới địa ngục, không ngừng chỉ dẫn con đường vong linh cho địch nhân. Hắn tinh thông huyệt vị, mỗi đao đều chém vào chỗ yếu hại của địch nhân. Cứ một đao lại lấy đi một mạng người, đơn giản nhưng trực tiếp, chính lúc nhạc phàm đang chìm ngập trong giết chóc một đợt khí hung bạo đột nhiên ập đến trực tiếp đập vào não bộ của hắn chiếm lấy tinh thần hắn cứ dần dần từng bước từng bước xâm lấn tinh thần lực của hắn chuyện này là sao vậy nhạc phàm cảm thấy chấn động lập tức khống chế tinh thần lực bản thân tiến hành phản kích nhưng trong trận chiến không cho phép nửa phần sơ xuất bất đặc dĩ nhạc phàm có thể nhất tâm lưỡng dụng vừa ngăn chặn địch nhân công kích vừa chống đỡ cỗ hùng khí đó xâm nhập tinh thần lực vốn không phải là vật chất thực cũng không có một chút lực công kích nào chỉ là một loại năng lượng mà thôi cho nên mặc kệ nhạc phàm có phản kháng ra sao thì cũng không chống nổi sự xâm nhập của cỗ hung khí đó hắn quá kinh hãi thẩm suy đoán chẳng lẽ đó chính là sát khí cỗ hung khí bảo ngược này chính là sát khí chỉ có điều bình thường sát khí tự nhiên tản bác là cỗ sát khí này quả thật là ngưng tụ rất nhiều chiến trường đúng là một vùng đất hung ác mỗi người chết đều sinh ra một tia oán khí bao nhiêu năm rồi nơi này có vô số chiến sĩ ngã xuống oán khí của bọn họ trải qua những cuộc thử thách và đồng hóa sớm trở thành một cỗ sát khí thật mạnh mẽ do sát khí cũng là một loại năng lượng trong trời đất hơn nữa sức mạnh thôn phệ cũng rất cường đại tất cả tinh thần lực cường đại của nhạc phàm chỉ là miếng mồi ngon cho nó mà thôi chỉ chốc lát tinh thần lực của nhạc phàm bị nó thôn phệ quá nửa hắn chỉ thấy ngày càng mê man cả thế giới tựa như rơi vào ngày tận thế trời đất mù mịt khắp nơi là tử khí chẳng lẽ ta đã chết nhạc phàm tựa như nghe thấy mùi vị cái chết đang đến gần ngay khi nhạc phàm cơ hồ thấy tử thần đến gần trên người hắn chật lóe kim quang chiến trường lớn như thế chém giết thảm liệt như thế tự nhiên không một ai chú ý ngay cả bản thân hắn cũng không biết đắc thủ công phu thiết mặc nghi nghi tâm nhược khởi tiện đổ mê hành hành trực thượng sơn đầu khứ liễu mị hoa minh ngộ tự kỳ tác thiện như đắng bách xích can hạ lai dung dịch thượng lai nan trực tu cần lực hành công quá nhân thú kỷ hy yếu tế tham tấn tốc quang âm bất khả lưu niên niên trích kiến thủy đông lưu bất tín thí bà thanh Lang chiếu tích nhật chu nhan kim bạch đầu phật thuyết ba la mật diệu kinh tiền vô thiên cổ hậu kim chú thành nhân quỷ tể siêu độ công đức như thiên mạc bỉ luân. Trong đầu nhạc phàm đột nhiên xuất hiện đoạn văn tự trong kim cương kinh, nó không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Trong nháy mắt, tinh thần nhạc phàm đã khôi phục lại. Nhớ lại tình hình vừa rồi, cả người hắn đổ mồ hôi lạnh trong lòng căm hận nói. Đã không thể ngăn cản được ta, vậy ta sẽ tiêu diệt người luôn. Tâm nhược thủy động nhi bất kinh, chỉ vô bình tĩnh, mệnh bách niên, bất thụ ngoại vật, chi kỳ bán, tâm vô thiên địa, hà cầu trường xanh. Phật thuyết ba la mật diệu kinh, tiền vô tiên cổ hậu vô kim, chú thành nhân quỷ tể siêu độ, công đức như thiên mạc bỉ luân. Lúc này nhạc phàm nhắm mắt lại, thâm niệm thanh tâm quyết trong dưỡng tâm kinh để ổn định tâm thần, rồi lại mặc niệm Phật ngữ ở trong kim cương kinh để áp chế cỗ sát khí hung bạo đó. Mặc dù hắn nhắm mắt nhưng vẫn biết rõ tình huống xung quanh, hai tay như đang diễn luyện đao pháp không ngừng vung lên ngăn cản công kích của địch nhân. Những chiêu này đúng là đao pháp ngăn chặn tên bán lần trước Phật kinh vốn dĩ khắc chế hầu hết các loại tà vật. Đối phó với sát khí hung ác này tự nhiên hiệu quả phi thường. Nhạc phàm cứ niệm như thế, cỗ sát khí liền bị áp chế lại. Nhạc phàm thấy thế liền vui mừng, đang muốn ra tay tiêu diệt. Cỗ sát khí như cảm giác được nguy hiểm bắt đầu không ngừng rung động, rồi nhanh chóng tản ra tứ phía, từ từ dung nhập vào tinh thần lực của nhạc phàm. Mặc kệ nhạc phàm tụng kinh niệm Phật như thế nào, cũng không thể khống chế được nó. Biến hóa đột ngột như thế khiến nhạc phàm sừng sốt, thanh đao trong tay chợt dừng lại xoẹt một lưỡi đao đã chém vào tay hắn một cơn đau đớn khiến nhạc phàm tỉnh lại do đó hắn vừa tránh né vừa thu liễm tinh thần nhưng khi hắn vừa mặc niệm phật kinh thì lại phát hiện tinh thần lực của bản thân ngoại trừ việc mạnh hơn trước đây thì không thấy gì khác lạ mà lại cảm thấy sự sung mãn chưa từng có bao giờ lúc này nhạc phàm tựa như sức mạnh toàn thân bộc phát cảm giác vô cùng sảng khoái hét lên một tiếng một tiếng quát lớn toàn thân hắn đều ngập chìm vào chiến đấu và hắn cũng không phát hiện ra, đôi mắt của bản thân đã trở nên đỏ như máu. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 10 của Thương Thiên đã tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11.